Ồ, không biết cái hộp của Mia là gì nhỉ? Và có gì bên trong? Ôi, tốt hơn là mình nghĩ. Trang trí cho xe sao? Trông cũng hay đấy chứ. Đây, mảnh này mình sẽ để ở đây. Mình sẽ cho bánh vành xe màu hồng. Đây là những gì mình cần. Bây giờ cái của mình sẽ tất cả thành màu hồng. Ôi, hãy nhìn ghế nơ màu hồng ấy đi. Ôi, mình sẽ cho nó lên đây. Và công chúa nào mà không có lông mi và đôi môi xinh chứ? Nhảy mắt đi bạn, nó tuyệt vời lắm sao? Ôi, cậu ấy đùa sao? Xe của tớ chắc chắn sẽ không tệ hơn. À, chính xác. Bây giờ mình sẽ đặt hàng mọi thứ. À, ôi, cảm ơn, cậu làm mình sợ quá. Nào nào nào, đây là những thứ mình cần. Hãy bắt đầu với một con lăn và sơn đen. Mình sẽ nhúng nó vào trong sơn và bắt đầu sơn thôi nào. Sơn của mình sẽ màu đen hoàn toàn luôn. Ồ, cái vành xe này màu đen cũng cần. Ôi, nhưng cái cờ này rất là hợp với cả xe của mình. Tuyệt lắm. Thêm một vài cái đầu lâu ở ngay trên này. Và một vài cái này sẽ trông rất là giống cướp biển. Ôi, mình rất hợp với cả cái màu sơn này. Ê, cậu cũng trang trí xe của cậu sao? Cậu đã bắt đầu trước bắt trước tớ đúng không? Ôi, đây là tớ tự nghĩ ra thôi. À, vậy chứ gì, vậy thì tớ cũng sẽ cho cậu biết tay. Ôi, đây là những cái thảm mới của mình. Thật là mới mẻ, thật là mềm. Mình cũng muốn trang trí bên trong. Ôi, nó dễ thương làm sao. Và thêm cả tay thỏ này nữa. Mình sẽ đặt nó ở trên vô lăng. Ồ, và cái này cũng cần phải màu hồng. Và tất cả những thứ cái này. Mình sẽ có những cái vòng. Thêm một cái vòng kẹp tóc nữa. Và cả cái này để trang trí nhá. Ôi, nó có hoàn hảo luôn. Cậu thích không? Cậu sẽ ngồi ở đây với tớ. Và tất nhiên là tớ đã trang trí rất là tuyệt vời. Bây giờ cái xe của tớ là hoàn hảo. Haha, cái này hay thế. Cái gì vậy? Mia trang trí cả bên trong sao? Đúng rồi, ghen đi cậu. Trời ơi. À, phải rồi, tớ có một cái gì trong ba lô của mình. Cờ cướp biển ở đây nhá. Ghế sau và ghế trước. Tuyệt. Và thay vì cái này, mình sẽ có một vô lăng thực sự dành cho con tàu cướp biển. Đấy, bây giờ mình sẽ cho thêm nhiều hộp sọ vào đây như thế này. Và cả ở trên này cũng rất là tuyệt. Hành khách của mình đây rồi, các bạn khỏe không? Ừ, tớ đã nói cho cậu ấy như vậy. Ô, đợi một tí. Đợi tớ gọi lại nhé. Mike, cậu có ai ngồi trong xe vậy? À, chà, bộ xương đáng sợ quá. Ôi trời ạ, thật là hài hước. Ôi trời ơi, đáng sợ thế. Ôi, thật là một video hài hước. Cậu ấy đổ lên Nutella kìa. Hài thế. Cái gì, hết pin rồi sao? Trời ơi, tớ còn không kịp xem video. À, có vẻ như tớ có một ý tưởng này rồi. Tớ sẽ treo mọi thứ lên trên như thế này. Và tớ sẽ kẹp cái này lên trên. Và bây giờ giống như một cái phòng phim thực sự. Cậu thích không? Ôi trời ạ, buồn cười quá. Thêm một bức ảnh khác. Và ở đây. Để xem nào. Wow, mình xinh quá đi mất. Ôi, Mike đang làm gì vậy? Cậu ấy có video sao? À, trời ạ. À, mình có một ý tưởng rồi. Bây giờ phải xem đi vào trong một tí nhá. Đây là tivi mới của mình rồi. Mình sẽ cho ra đằng sau vào trong gara. Đến đây anh em yêu nào. Bây giờ mình đã tìm cho bạn một chỗ tuyệt vời, rất hoàn hảo. Và bây giờ cần phải kiếm chỗ để cho ngồi đây để đứng. Bây giờ chỉ cần gọi bạn bè đến thôi. Các bạn ơi, đến đây và mang theo cả bóng ngô nhá. Xin chào. Hay nhìn xem tuyệt vời làm sao. Ừ, cái này hay thật đấy. Ê, tiếng gì vậy? Ồ, wow, ngồi cái gì đấy vậy? À, mọi người đang xem trên phim trên chiếc ghế đúng không? Thật là không được, tớ sẽ cho cậu ấy thấy. Đến giờ luyện tập rồi, mình sẽ bật huấn luyện viên của tớ lên. Bây giờ là lúc trải thảm tập yoga rồi. Và chúng ta có thể bắt đầu.
và 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ô, chào các bạn. Nào, chúng ta cùng tập nhé. Nào, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đấy, nào, hãy theo dõi. Cái gì vậy? Tiếng gì vậy? Cái gì, họ đang luyện tập sao? Thôi được rồi, đến lúc mình bỏ bánh burger rồi. Hộp này nặng thật đấy. Đó là dụng cụ thể thao của tớ. Tớ sẽ đặt những quả tạ trong cốp xe. Như này này. Đấy. Ê, các bạn. Xin chào, khỏe không? Đến lúc phải tập rồi đúng không? Nào, đúng rồi. Ok, ép đi để phát triển cơ bắp. Chúng ta không được chậm lại. Ôi, tớ mệt quá. Tớ cần thư giãn. Ôi, cậu nhìn đi đâu vậy? Ôi, thêm một lần nữa đi. Hello. Ôi, hình như là bạn ấy nháy mắt cho mình. Cảm ơn. Ê, Kết, cậu chờ gì vậy? Ồ, những chàng trai. Tuyệt lắm. Có lẽ chúng ta đi cùng họ nhé. Ok, đi thôi. Ồ, xin chào người đẹp. Các bạn đi rồi sao? Trời à, bây giờ tớ một mình. Ôi, chúng nặng thật đấy. Ồ, các bạn đã bỏ rơi Mia rồi. Điều đó không đúng. Ôi, tớ một mình. Ê, Mia, sao cậu lại khóc vậy? Nào, tớ tập với cậu nhé. Nào đi. Thôi được rồi. Ồ, cậu đang làm rất là tốt đấy chứ. En Parara. Wow, một chiếc váy thật là đẹp. Tớ muốn mua nó. Ôi, nhưng mà tớ không có một đồng nào. Lily, một người như cậu không cần những bộ váy đắt tiền như vậy đâu. Nhưng tớ thì có rất là nhiều tiền. Và tớ sẽ tiêu nó để mua chiếc váy này. Và nó đây rồi. Mời bạn. Cảm ơn rất nhiều. Chúc bạn vui vẻ nhé. Xin lỗi cô. Ôi. Oh wow, cái này cho tớ sao? Cả một đống tiền. Đừng nhanh như vậy, đi theo tớ. Ôi no, tớ sẽ trở nên giàu có. Ê, bạn ấy đang nói gì vậy? Tớ phải tìm hiểu thôi. Dừng lại, trước khi đi tiếp, bà phải đeo mặt nạ vào. Thôi được rồi, ok, đi thôi. Ôi, bây giờ không nhìn thấy gì cả. Mila, hãy cẩn thận. Ôi, tưởng. Ôi, chúng ta đang ở đâu vậy? Nhìn kìa, thời gian bắt đầu rồi. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là tớ sẽ thắng các bạn trong mọi cuộc thi. Cả thể lũ cuộc. Tất cả những gì cần làm là bước qua khúc gỗ. Ôi, có vẻ như không dễ dàng như vậy đâu. Thôi được rồi, tớ chắc chắn có thể làm được. Tớ sẽ làm một bước thật là lớn. Ôi. Ôi, xấu hổ quá. Ôi, thật là đáng yêu. Đầy màu sắc luôn. Chúng ta cần nhanh khỏi đây thôi. Pano, tớ đã làm được rồi. Ôi Alex, làm chúng tớ buồn cười quá. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ nhá. Cần phải đi rất chậm để giữ thăng bằng. Ôi, ở đây không ổn định chút nào. Tớ ngã mất. Ôi, không. Ôi, may quá, tớ vẫn bắt bám được. Tớ sẽ về như thế này vậy. Ôi, thật là đáng sợ. Ôi, nhìn tôi đã thấy sợ rồi. Ôi, ngồi như này di chuyển dễ hơn này. Xin chúc mừng Vita. Ôi, làm nào để tớ vượt qua được khúc gỗ này nhở? À, phát minh, tớ cần gọt cái đôi giữa này đi. Bạn ấy đang làm gì vậy? Bây giờ thì cái này rất là nhọn và mỏng. Chắc chắn sẽ không thể ngã được đâu. Ồ, wow, Mia đang làm rất tốt. Còn lại bước cuối cùng. Yeah, tớ đã làm được rồi. À, tớ nghĩ ra rồi. Tớ cũng có thể làm được cái này. Nhưng mà nếu mà chọc cái này thì chắc chắn cũng có thể làm được giống như của Mila vậy. Bây giờ tớ sẵn sàng đi rồi. Ồ, cũng được này. Lily, cẩn thận. Oh no. Yeah, tớ làm được rồi. Chúng ta đã thành công. Ôi.
Ôi, chúng ta đang ở đâu đấy? Có vẻ như bài tiếp theo. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ không biết. Ồ, trời ạ, sắp thì đập vào mục tiêu. Ác mộng kêu. À, bình tĩnh các bạn, tớ có giải quyết những bóng này. Hay xem phải né như nào. Đấy. Vita, cậu có thể cẩn thận hơn không? Tớ không nhìn thấy gì cả. Trời ạ, kính tớ đâu rồi? À, tớ biết rồi, tớ có thể nhảy. Như này chắc chắn tớ sẽ không bị đập vào. Ôi, thế tớ phải làm gì bây giờ? Trời ạ, tớ đang tránh tất cả. Mọi người đang làm rất tốt đấy. Ôi, đừng nói nữa Alex. À, tớ có một kế hoạch tuyệt vời. Alex, để lại đây chỉ một chút thôi. Được rồi. Ôi, những chàng trai. Sang trái. Bên phải, làm tốt lắm. Ôi, kính của tớ đây rồi. Và cuối cùng thời gian đã hết rồi. Cái gì? Trời ạ, tớ bị bẩn sao? Ôi, trời ạ, tệ quá. Tớ bẩn hết rồi, trời ơi. Ôi, trời ơi, bây giờ tớ lại màu xanh rồi. Tớ sẽ không bao giờ làm sạch được. Ôi, nhìn này, Alex cũng đi rồi. Ác mộng thật đấy. Hình như là đây là vòng mới. Eo ơi, thật là kinh tởm. Nó đang di chuyển. Tất nhiên là những con run, nhưng để giành chiến thắng sẽ phải ăn hết cùng đến cuối cùng. Và tớ đã sẵn sàng. Nếu Lily làm được thì tớ cũng có thể làm được. Phải nhìn quyết đoán và thái độ nghiêm túc. Đây là công thức chiến thắng của tớ. Điều chính là không được dừng lại. Và hãy tưởng tượng rằng đang ăn Nesquik chứ không phải là run. Thôi được rồi, tớ sẽ phải làm thôi. Ôi, thật là ghê tởm. Tớ ghét những con run này. Ôi, chúng thật là ghê tởm. Tớ không thể tin rằng tớ đang làm điều này. Ồ, Vita và Lily sắp xong rồi. Ôi, cần phải làm một cái gì đó. Tớ đã nghĩ tớ làm được gì rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì mà cù đang đằng sau lưng tớ này? Ôi, nhảy đi, nhảy đi. Cậu sẽ sớm thấy rằng con run ở trong đã được thêm vào đĩa của cậu. Ôi, không thể nào. Trời ạ, tớ đã ăn hết rồi mà. Lily, bây giờ cậu sẽ ăn đòn đấy. Ôi, hết giờ rồi. Ôi, hết rồi. Cái gì? Trời ạ, của tớ nhiều hơn sao? Không, không, tớ sẽ không muốn đâu. Ôi không, tớ đã thua rồi. Trời ơi, cứu tớ với. Tớ muốn tiếp tục. Ôi, đó chưa phải tất cả sao? Ồ, có rẻ phải không rồi. Tớ biết tớ phải làm gì rồi. Đổ tay đôi. Tớ sẽ không thua đâu. Về bất cứ điều gì. Này, nhà lấy đi. Ôi. À. Ồ, trời ạ, à, mình đập nhanh quá. Yeah, bye bye, tớ thắng rồi. Ôi không, đừng có như vậy. Hãy chuẩn bị đi. Cuộc chiến này đã đạt đến một cấp độ karate mới rồi. Tấn công đi. Dễ dàng thôi, và người mạnh nhất sẽ thắng thôi nhá. Nhà lấy đi. À, Lily, nhắm mắt cũng không đánh được tớ đâu. Hãy chuẩn bị đi. Ôi, trời ạ, à, đó là Fatality rồi. Cứu với. Yeah, tớ thắng rồi, không thể tin được. Còn đây là giải thưởng của bạn. Giải thưởng của tớ sao, đưa nó đây. Bây giờ cuối cùng tớ có thể mua một chiếc váy đẹp rồi. Đây tiền đây, hãy đưa chiếc váy cho tớ nhá. Chờ một chút. Đấy, nó rất hợp với bạn đấy. Cậu thật là hoàn hảo luôn. Tớ đã mơ về điều này cả đời luôn.